mơ của mẹ, phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư, xem đồng thời trên Vion. Phần trình diễn của bạn làm cho Hiếu kiểu cuốn hút kinh khủng khiếp. Mình không muốn rời đôi mắt và đôi tai của mình từ cái phần trình diễn của bạn. Tôi không biết bạn, tôi không nhớ chính xác bạn tên gì. Nhưng ai hát bài túy âm... Sexy. Những cái nốt bay bay ở vòng tay anh. Thì lỡ say trong một vòng tay anh. Dành cả tương lai, đôi lấy đôi buồn. Tôi nghĩ là bạn đó, sexy. Thiệt ra là cái cách hát hôm nay của bạn so với cái dòng 2 nó lại là một cái kiểu khác nữa, làm cho em bị hoang mang cực kỳ luôn á. Nhưng mà em lại có nghĩ thêm một cái bạn nữa là bạn Phùng Khánh Linh, cũng cái kiểu hát bay bay giống như vậy. Yeah.
Tia Hải Châu cũng hát kiểu này luôn. Và một nhân vật nữa em thấy dạo gần đây đã trở lại mạnh mẽ, Gigi Hương Giang. Em được đoán hả? Thì em cung cấp thêm manh mối mọi người. Em mà không phá là thôi chứ đó mà cung cấp. Ủa anh là không tin dữ liệu của em rồi. Em thử hỏi có xe gió có tên em không? Wowy. Cái trường hợp anh Thành đưa ra là sexy là cũng có khả năng đó. Dạ. Nhưng mà cái chỗ hồi nãy lúc mà bạn lên mấy cái chỗ giả thanh á, em cũng thấy là khá giống Bích Phương. Bích Phương là không phải Bích rồi. Phương không phải chắc chắn luôn á. Ban đầu thì cũng nghĩ đến sexy này, nhưng mà lên cái khúc cuối ấy nghe rất là cá tính và đặc biệt, làm cho Hiếu hiểu được ok, Hiếu là chắc chắn đây là ai rồi. Ai ạ? Hà Nhi ạ. Hà Nhi là đi thi cùng với Hiếu. Và lúc đó là chúng mình cũng có nhiều thời gian với nhau và Hiếu nghe được cái giọng của Hà Nhi rất là nhiều. Nhiều thời gian với nhau. Sao em có nhiều thời gian với nhiều người vậy? Đúng rồi, mình ở nhà chung mà. Đó là một dự đoán của Trọng Hiếu thôi. Bây giờ sẽ thêm cơ sở cho mọi người. Hòm thư tình yêu. Với sự quay trở lại của biệt đội áo đen cool ngầu VAB, xin mời. Em thấy Quy là giờ gần giống với hai anh áo đen đó luôn rồi đó. Lên nhanh thiệt. Giọng hơi khào. Con từng khá lận đận trong sự nghiệp và từng muốn dừng lại vì thấy vất vả quá. Nhưng dù ở thời điểm nào, mẹ và bố cũng dõi theo con, ủng hộ con và nhìn con trưởng thành. Dễ thương quá. Miu nghĩ đây là bố hay mẹ đã viết cho Miu vậy? Dạ, hôm nay Miu nghĩ là chủ đề tình yêu thì mẹ viết cho Miu cũng đúng, mà bố viết cho Miu cũng đúng. Nhưng mà Miu gặp nhiều cái trắc trở lắm hả? Dạ, nhiều. Lúc đó Miu như thế nào? Dạ, lúc đó không có tiền làm MV, cũng nghĩ là mình bữa ở trong nghề không có gặp được anh Trấn Thành, anh Wowy, chị Tóc Tiên lúc đó, nên tính quay về đi buôn bất động sản. Được quá ha, không biết làm nghề gì em đi bán đất, trời ơi. Rồi cuối cùng chắc bán lộ quá nên dòng lợi đi hát hả em? Dạ không, là lúc mà thử việc lương có 7 triệu à. Em thấy ít tiền quá, không biết làm bao giờ mới có tiền quay MV, nên em nghĩ thôi bỏ đi. Rồi mình chơi lớn, một ăn cả hai ngã về không, quay lại làm nghệ sĩ. Rồi giờ đỡ hơn chưa? Dạ đỡ nhiều rồi. Đỡ nhiều rồi. Đỡ nhiều. Ít nhất là hôm nay mặc một cái bó đồ mà nó sẽ tông với Trọng Hiếu. Cái giọng hát như bạn mà không cho đi hát thì tôi nói thật là quá phí phạm. Bạn hát rất là tinh tế. Cái cách mà bạn xử lý một cái bài hát nó rất là trẻ trung, hiện đại và nó văn minh. Cái đó là cá tính âm nhạc của mỗi một người. Và tôi nghĩ là cái sự cố gắng của bạn sẽ có câu trả lời. Và sự có mặt của bạn ngày hôm nay nó cũng sẽ dành tặng cho bạn một món quà xứng đáng luôn. Chắc chắn sau chương trình The Masked Singer, khán giả Việt Nam sẽ biết đến và yêu bạn nhiều hơn. Chắc chắn như thế. Cảm ơn anh Thằng nhiều. Tiên thì sao ạ? Nhưng mà hồi nãy bạn Miu Quý Tộc này có nhắc tới là nhiều năm về trước khi mà mới bước vào nghề là chưa có gặp anh Trấn Thành, chưa có gặp anh Quang Huy, chưa có gặp chị Tóc Tiên. Nhưng mà không hề nhắc tới Trọng Hiếu nha. Có một mối tình ngoại truyện nào chăng? Cùng vào nghề cùng thời điểm chăng? Hoặc là cùng chung sống với một mái nhà? Dạ, tại vì là anh Quang Huy, anh Thành với chị Tóc Tiên là cùng thế hệ.
Còn em với anh Hiếu là cùng một cái hệ khác, nên là em biết anh Hiếu trước mọi người một tí. Vì tụi em trẻ trâu hơn, quen biết nhau sớm hơn. Làm quen biết em luôn đó. Vậy là cho tới thời điểm này, Quy nghĩ là Quy đã hiểu được cái lý do tại sao hôm nay chồng Hiếu ngồi đây. Tại sao? Lý do gì anh? Thì là hai người quen biết nhau đó, chứ gì nữa. Đúng không Hiếu? Có nghe ông bà nói câu tình cũ không rượu cũng tới. Dịch tiếng Anh. Tình cũ cái gì? Tình cũ không rủ. S. Mà giận để rủ á, rủ để quay lại á. Dạ. Câu đó bà nội tôi cũng biết dịch nữa thiệt. Đây là The Masked Singer đúng không? Phải là The Masked Dating Show đúng không? Đây là The Masked Singer, it's not The X Singer. Đúng rồi. Yeah. Anh bội rồi, hàng bình rin. Anh làm cho em bối rối. 80% là có dính líu về tình cảm đấy. Không, tại vì Hiếu đang bị bối rối với cái câu chuyện của bạn. Tại vì là mình cũng là một nghệ sĩ bắt đầu cũng phải chạy bàn này kia, và mình cũng phải kiếm tiền bằng những cái nghề khác ấy. Nhưng mà Hiếu thì Hiếu nghĩ là bạn hãy cố gắng hết mình, tại vì cái kết quả sống được làm ca sĩ rất là xứng đáng. Nên bạn hãy cố lên ạ. Bạn cho mình hỏi là trong cái lúc mà bạn bế tắc nhất thì cái điều gì đã giúp bạn thoát khỏi điều đó à? Em nghĩ rằng là những cái lúc mà mình bế tắc á, cái điểm giữa trong gia đình nó là quan trọng nhất. Nên lúc đó là mẹ và bố em là những người mà giúp cho em đi tiếp trên chặng đường nghệ thuật bây giờ. Vì bố mẹ em không bao giờ bắt em làm gì trơn á, thích làm gì làm, miễn sao vui là được. Nên là em rất là tự do, chỗ nào vui em ưu tiên. Nên hôm nay em cắm mắt ở đây. Bố mẹ bạn có khá giả không? Gia đình em là một gia đình cơ bản. Và em cũng được nhìn thấy những mặt khó khăn trong cuộc sống. Nên là em rất là quý những cái trải nghiệm của em ở trong nghề. Bởi vì em không đứng tại vạch đích mà em đi đến đó từ từ. Như vậy là chúng tôi chốt thông tin ở đây, đã có dữ liệu, đã có bức thư, đã có manh mối cho đoạn clip. Và bây giờ hãy cho chúng tôi một cái tên. Thú thật với bạn là tôi không biết bạn là ai. Có lẽ là bạn trẻ quá so với cái lứa nghe nhạc của tôi. Thì gần đây tôi biết đến bài Túy Âm. Thì chắc là trong thời điểm này tôi chỉ có thể chốt là bạn Sexy. Hiếu. Mấy ngày trước đây thì là Hiếu cũng có đi diễn, thì cũng có gặp Miêu Quýt đâu. Lúc đó là hai chúng mình diễn cùng với nhau. Dạ, câu chuyện đó liên quan gì đến em ạ? Duyên dáng. Dạ xin lỗi em mà nếu mà anh sai, nhưng mà thật sự là anh nghĩ là phấn đấu cho cái đam mê của mình và yêu cái nghệ thuật như thế. Thì là Hiếu biết một cô gái, đó là Hà Nhi, với cái giọng này, cái giọng mà không lẫn được ở đâu cả. Cảm ơn chồng Hiếu. Hà Nhi. Tôi vẫn thấy đây là cọp dê. Cái này gọi là tổng hợp dữ liệu anh Thành. Anh Thành là thầy giám thị khó khăn quá, cứ bắt lỗi em hoài. Cảm ơn hội đồng cố vấn. Tiếng chuông 12 giờ đã điểm, đã đến lúc về hoàng cung rồi. A hi hi. Xin mời biệt đội áo đen cun ngầu hãy hộ tống Miêu Quý tộc về hoàng cung. Hôm nay em này hơi nhiều. Để khi nào có dịp, mèo cảm ơn mọi người nốt nha. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.